một thanh niên trong nhóm hỗn chiến bị bắn trọng thương. Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra xô xát, một thanh niên bị bắn xuyên cổ. Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an huyện Cát Tiên điều tra một vụ bắn nhau khiến một thanh niên trọng thương. Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khuya ngày 10 tháng 5, một nhóm thanh thiếu niên từ xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai kéo nhau qua thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết. Tại thị trấn Cát Tiên, hai nhóm thanh thiếu niên dùng dao, hung khí lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực này. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên tên VNT ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Cát Tiên bị thanh niên tên NNN ngụ xã Đắc Lua dùng súng bắn trúng cổ, gục tại chỗ. Sau đó, T được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Công an huyện Cát Tiên đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận ở địa phương này.